What's up và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bé Anemachan và lại là mình, người nấp đây. Có thể nói hiện nay Pokemon là một trong những thương hiệu giải trí nổi tiếng và ăn khách bậc nhất của đất nước mặt trời mọc. Từ thẻ bài, video game, đồ chơi cho đến phim ảnh hay truyện tranh đều rất được trẻ em trên toàn thế giới săn đón. Ngay cả ở Việt Nam, franchise này đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ấn phẩm nào thuộc chủ đề này cũng lành mạnh, cũng dành cho mọi lứa tuổi. Giống như tiêu đề, ngày hôm nay hãy cùng bé Anemachan bật tab ẩn danh lên để tìm hiểu về phiên bản manga Pokemon The Electric Tale of Pikachu được vẽ bởi họa sĩ mèo đen với đề áp khung tranh nóng bỏng không khác gì doujinshi 18 cộng thời nào. Chống chỉ định trẻ em trước khi xem nhá. Ra đời tại Nhật Bản vào năm 1996, dưới định dạng video game, Pokemon ngày nay đã trở thành một tượng đài khổng lồ được cả thế giới biết đến. Trò chơi điện tử nhập vai ấy mang tên Pocket Monster Red and Green do nhà phát triển Game Freak sáng tạo và được Nintendo phát hành cho máy Game Boy. Cũng kể từ đây, viên gạch đầu tiên cho đế chế triệu đô Pokemon chính thức được gây dựng. Sau doanh số bán chạy cực kỳ lớn mà Pocket Monster Red and Green đem lại, hàng loạt phần game tiếp theo đều đặn ra đời. Mỗi năm, những trò chơi này dễ dàng bán được hàng triệu bản, trở thành con gà đẻ trứng kim cương chẳng thể thay thế của nhà Nintendo. Từ thương hiệu trò chơi đình đám này, vô số tác phẩm truyền thể và ăn theo được sản xuất ra. Về game, ngoài dòng sản phẩm của Nintendo và Game Freak được tung ra hàng năm, thì còn có Pokemon Go đình đám một thời từng khuấy động fan hâm mộ trên toàn thế giới. Người người nhà nhà cùng việc cầm chiếc smartphone trên tay ra đường săn lùng những chú Pokemon. Hay trên phương diện hoạt hình, series Pokemon đã trở thành anime chuyển thể từ trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại với hơn 1.300 tập phủ sóng hàng trăm quốc gia trên thế giới. Về mặt manga cũng ấn tượng chẳng kém, ta có nhiều bộ truyện đình đám như Pokemon Adventures, Pokemon Gotta-Katamo, Pokemon Pocket Monster, v.v. Hầu hết các tác phẩm thuộc franchise đình đám này đều hướng tới đối tượng khách hàng chính là trẻ em. Thế nhưng những yếu tố đen tối hay phản cảm quá mức không phù hợp sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện. Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bộ manga Pokemon Electric Tale of Pikachu lại gần như đi ngược với nguyên tắc trên. Những hình ảnh rất chi là 18 cộng xuất hiện với tần số dày đặc đến nỗi không ít người lần đầu nhìn vào còn tưởng nó thuộc trang web người lớn nào đó chứ chẳng phải một bộ manga được xuất bản ra thị trường. Pokemon The Electric Tale of Pikachu sáng tác bởi tác giả Toshihiro Ono và đăng nhiều kỳ trên tạp chí truyện tranh Korokoro Comics. Tổng cộng có 4 tập truyện phát hành ra và đến tay độc giả. Hầu hết nhân vật và cốt truyện của tác phẩm này đều dựa trên series anime. Tuy vậy, nhưng bản thân nó vẫn sở hữu cho mình các nét độc đáo riêng. Chính nhờ một cốt truyện hấp dẫn sẵn, có cùng khả năng sáng tạo của tác giả Ono mà rất nhanh chóng, bộ manga trở nên viral ở ngay tập đầu tiên. Với sức hot có thừa nên không chỉ dừng chân ở quê nhà Nhật Bản, bộ truyện còn thành công lấn sân sang nhiều thị trường khác, tiêu biểu phải nhắc đến Bắc Mỹ, Singapore, Hồng Kông. Cuối tháng 2 năm 2000, tổng số bản in bán ra ước tính lên tới 7,25 triệu, một con số cực kỳ lớn với tác phẩm chỉ vỏn vẹn 20 chương truyện. Bộ manga vẫn đưa người xem đến với cuộc hành trình bỏ nhà đi phượt của cậu bé Ash cùng chú chuột điện Pikachu. Những chương đầu, cốt truyện đều bám sát chặt chẽ phiên bản anime, như việc giới thiệu kỳ phong địch thủ lớn nhất với nhân vật chính, Gray, khởi đầu chuyến hành trình đầy chông gai cho tới sự biến chuyển trong cảm tình mà Pikachu dành cho Ash. Tất cả đều được tái hiện giống nguyên tác, song song diễn biến sự kiện là các khái niệm về Pokemon, đặc tính, sự tiến hóa, vai trò, v.v. giúp cho độc giả chưa xem anime lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này vẫn có thể nắm bắt nội dung cũng như thông điệp truyền tải. Tất nhiên thì nếu chỉ đơn thuần là bản copy paste chuỗi sự kiện xảy ra tại anime thì nó đã chẳng đạt sự thành công to lớn đến vậy. Sự thay đổi là điều cần thiết để tác phẩm đột phá và trở nên có sức hút hơn ở bất kỳ ấn phẩm giải trí nào. Tác giả Toshihiro Ono đã thực hiện cho khía cạnh này rất tốt. Bằng chứng ở ngay gần cuối chương 1, ta thấy hình ảnh các cỗ xe bay không bánh phóng vi vu trên đường phố. Thứ lúc ấy tưởng chừng chỉ ở phim khoa học viễn tưởng, nay được tái hiện trong chính tác phẩm về Pokemon, loài sinh vật thần kỳ chất chứa bao bí ẩn chưa có lời giải. Không chỉ dừng lại ở đó, mecha và những cô máy tối tân thường xuyên xuất hiện, chúng hầu hết được sử dụng bởi Team Rocket nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa. Mặc dù thời điểm hiện tại, việc Pokemon có chi tiết khoa học công nghệ chẳng còn xa lạ gì nữa, thế nhưng ở thời điểm sơ khai của chuỗi phim truyện đình đám này thì đây vẫn là nước đi đáng ngưỡng mộ, khơi dậy nên cả niềm thích thú bên trong độc giả nhỏ tuổi. Thử tưởng tượng viết cảnh robot khổng lồ trang bị tối tân đối đầu với Pokemon thiện chiến mà xem, đứa trẻ nào mà chẳng thích thú cho được chứ. Bộ truyện còn mở rộng phạm chu, đưa tới khán giả nhiều thông tin hơn về liên đoàn Pokemon cũng như cách thức nó vận hành. Tại đây, các Pokemon sẽ được phân loại và quản lý chặt chẽ hơn so với những gì đã diễn ra trên anime.
Điều đó đồng nghĩa rằng hoàn toàn chẳng tồn tại viễn cảnh bất kỳ đứa nhóc 10 tuổi nào đều nhận Pokemon khởi đầu rồi lên đường huấn luyện mọi lúc mọi nơi. Chỉ có các huấn luyện viên đạt thành tích cao mới có thể thoát khỏi con đường học vấn, số còn lại đương nhiên vẫn phải chịu sự quản lý từ gia đình và trường lớp. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ người người nhà nhà ai nấy đổ xô đi làm trainer hết thì xã hội chắc chỉ có nước cặp đất mà ăn à. Rất nhiều câu chuyện mà tác giả Toshihiro Ono đã lựa chọn chuyển thể từ phiên bản anime và hầu hết chúng đều tập trung nhấn mạnh vào việc khám phá về cuộc sống Pokemon. Lấy ví dụ ở chapter 3, Ash vô tình đi lạc vào khu rừng gần một thành phố và bắt gặp cả một đàn Clefairy đang sinh sống trong hang động. Tại chốn rừng núi ấy, cậu tình cờ gặp giáo sư Oak, ông của kỳ phùng địch thủ Gray, người có kiến thức am hiểu rộng lớn đang sống cùng các Pokemon kia nhằm mục đích nghiên cứu. Cho dễ hòa nhập hơn, vị giáo sư thậm chí còn khoác trên mình bộ phục trang cosplay chúng. Ông sống bằng thức ăn ở cửa hàng tiện lợi với người trợ lý Bill của mình. Sau đó giáo sư Oak, Ash và Bill chứng kiến màn tiến hóa Clefairy trở thành Clefable. Điều này càng mở rộng tầm mắt nhân vật chính hơn về khía cạnh kỳ diệu ở thế giới Pokemon đầy sắc màu. Hay ở chương 10, người đọc tiếp cận câu chuyện cảm động về những cá thể Clefairy. Điều đặc biệt rằng chúng chẳng hề thuộc về trái đất mà đến từ ngoài vũ trụ qua UFO. Tuy nhiên đến đủ sao, thiết bị này phải chịu cảnh hư hỏng nặng. Không lâu sau đó, giáo sư Oak cùng Ash vô tình phát hiện ra hang ổ khổng lồ mà đàn Clefairy ấy trú ngụ dưới lòng đất. Chúng chuyên chôm chĩa đồ đạc, thức ăn của cư dân quanh đây. Các chiếc tổ ấy được xây nên bằng chính viên tinh thể không xác định ở vòng họng giống cá thể đặc biệt này. Cũng tại chương truyện ấy, tình bạn đẹp giữa một cô bé và các Clefairy được thể hiện rất cảm động, như việc họ quấn quýt nhau như thế nào, cô bé ra sức bảo vệ bạn mình trước tìm Rocket ra sao. May sao cuối cùng, hành vi xấu xa ấy bị ngăn chặn kịp thời bởi giọng hát ru ngủ của Jigglypuff. Lúc tất cả mọi người tỉnh dậy, những sinh vật cute từ ngoài vũ trụ ấy đã biệt tăm. Có thể cả đám đã định cư đến vùng đất mới hoặc quay trở lại hành tinh mẹ. Dù tạm thời xa cách nhưng chắc chắn một điều rằng tình bạn ấy vẫn sẽ trường tồn theo thời gian trong ký ức đẹp đẽ mỗi khi nhớ về. Quả là câu chuyện đầy ắp ánh sáng và sự tích cực. Tuy nhiên, nếu như bạn lầm tưởng rằng bộ truyện chỉ toàn story trong sáng thì đó quả thật là một sai lầm lớn của bạn đấy. Lấy ví dụ ngay ở chương 4, trải qua chặng đường quốc bộ đầy mệt nhọc, cuối cùng nhóm Ash đã đặt chân được tới hội quán cần đến. Cậu chén cơm, nghỉ ngơi no nê rồi mới bắt tay vào quyết đấu nhằm giành chiếc huy hiệu quý giá. Có vẻ như aura tác giả ban cho chẳng phát huy tác dụng gì cả khi cậu ăn hành ngập mặt từ trưởng hội quán chuyên dùng hệ siêu linh. Ash quyết tâm ở lại tập luyện để trả đũa ở lần quyết đấu tiếp theo. Nhưng cũng từ đây mà chuỗi sự việc đầy ma mị chính thức diễn ra với nhóm bạn. Chị chủ nhà thi đấu Sabrina không may chìm vào cơn hôn mê. Theo lời kể, khu vực này vẫn luôn tồn tại sinh vật nguy hiểm có biệt danh là sương mù đen, chuyên đánh cắp linh hồn Pokemon, đôi khi là cả con người. Nó chính xác là Haunter, hình dạng Gengar trước lúc tiến hóa. Bản thân dòng Pokemon này luôn gieo rắc sự sợ hãi, lấy việc chọc ghẹo quấy rối người khác làm thú vui cho mình. Nhân vật Ash trong phiên bản anime cũng đã thu phục thành công một chú Gengar chuyên gây rối bằng thống não chi thuật và cùng nó lên ngôi vô địch thế giới. Nhưng mọi chuyện diễn ra trong tác phẩm lúc này đây lại chả hề tốt đẹp như thế. Sau hồi lâu lên kế hoạch kỹ lưỡng, tất cả mọi người quyết định sẽ đặt bẫy, tóm gọn nó bằng quả cầu Poké siêu to khổng lồ. Khi đột nhập nơi trú ẩn, trận combat cực kỳ căng thẳng diễn ra, chỉ cần sơ hở một chút thôi là hồn lìa khỏi xác ngay lập tức. Thông qua các dữ kiện được cung cấp, ta biết được địa điểm Haunter trú ngụ là đền thờ, nơi mà con người dựng nên để tôn thờ giống loài của nó. Điều này phần nào lý giải tại sao lúc bị đánh bại, sắp sửa chịu sự cưỡng ép thu phục đến nơi dưới quả cầu mà Ash tung ra, thay vì ngoan ngoãn chịu trận, nó lại chọn cách kích nổ bản thân. Lòng kiêu hãnh và sự ảo tưởng hai chữ thần linh dẫn tới kết cục chết không toàn thây cho Haunter. Bản thân hệ ma hay siêu linh luôn ẩn chứa nhiều điều đáng sợ rồi, huống hồ gì trong vai phản diện đối tự nổ tàn sát thì còn dark deep hơn phải không nào? Cái chết của những Pokemon, dù ở anime hay video game, thường được thể hiện bởi tuổi già, sức yếu hay bệnh tật. Trường hợp bất mạng do mâu thuẫn xung đột cũng có, tuy nhiên tần số cực kỳ hạn chế, bởi trẻ em vẫn là đối tượng khách hàng đồ sộ mà thương hiệu này cần đến. Thế nhưng pha đăng xuất ấy lại mang màu sắc đen tối vô cùng, hoàn toàn chẳng hề phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi tí nào. Tác phẩm chính thức đặt dấu chấm hết ở chương truyện thứ 20, ngay sau sự kiện Ash thành công đánh bại trưởng hội quán tại quần đảo Orange, một huấn luyện viên mạnh và rất nổi tiếng. Đây được xem như cột mốc quan trọng đầu tiên trên hành trình trở thành bậc thầy Pokemon của cậu. Ash đã có các người bạn đồng hành tốt như thế nào, giành chiến thắng ở các trận chiến ra sao, gặp gỡ cái tên huyền thoại Lugia, quyết tâm theo đuổi ước mơ cao cả, vân vân. Tất cả đều tái hiện trong bức thư cậu gửi mẹ. Ngoài ra thì Team Rocket chính thức trở thành một gia đình đúng nghĩa khi James, Jesse quay về con đường lương thiện nên duyên vợ chồng, thậm chí sắp sửa đơm hoa kết trái luôn rồi. Trên phiên bản anime, bọn họ vẫn chỉ mang danh bạn bè đồng đội, bị buộc phải xa rời nhau chưa biết ngày nào gặp lại. May sao thì tác giả Ono đã đặt bút tạo nên cái kết vô cùng viên mãn cho những kẻ phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người từ hơn 2 thập kỷ trước. Tuy nhiên, vừa rồi vẫn chưa phải phần thú vị và độc đáo nhất của Pokemon The Electric Tale of Pikachu. Sự thật rằng bên cạnh công việc chạy deadline của một mangaka thì Toshihiro còn có nghề tay trái khác là họa sĩ hai tên dưới cái tên Kamirenzaku Sanoe.
Nếu bạn tò mò về ấn phẩm đầy áp sữa Honey của tác giả Ono như thế nào thì lên hỏi chị Google đi nhá. Sâu lên đây chắc bày cánh chết mất. Theo lẽ dĩ nhiên thì nhân vật nữ ông vẽ ra ai nấy đều hết châu chê, nhưng bóng hồng gần như đều sở hữu tâm hồn lớn hơn rất nhiều nếu đem so với phiên bản anime. Tiêu biểu với Jesse, cô nàng phản diện sở hữu vòng một cực kỳ khủng đi kèm với trang phục xẻ ngực. Hơn nữa thì ở rất nhiều khung hình, ta thấy cảnh nhân vật nam được úp mặt vào cái chốn bồng lai tiên cảnh ấy khiến bao anh em ước ao trải nghiệm cảm giác này. Ngoài vòng một bốc lửa ra, người đọc còn tận mắt chiêm ngưỡng các bóng hồng diện cho mình các bộ trang phục mát mẻ. Ở chapter 2, Misty và những người chị em của mình đều mặc đồ bơi khiến cho Ash phải lên cơn mê mẩn giống như nhiều anh em viewer có quỷ sau lưng trong đây vậy. Hay tại chapter 6, khi cả bọn đang trên du thuyền đi thám hiểm, bằng một cách weeaboo nào đấy, cô nàng Misty sở hữu phục trang vô cùng táo bạo với chiếc áo chỉ che mỗi phần ngực, để lộ trọn quả eo và chiếc quần ngắn cún cỡn hết mức có thể. Ash và Brock đều được fan lắc mắt. Xuyên suốt trong chuyện, rất nhiều khung cảnh mà outfit nhìn mát nhưng lại nóng không tưởng ấy đứng giữa trung tâm thu hút ánh nhìn từ cánh địch rựa ở manga cho đến ngoài đời. Cũng ở phân cảnh này, nữ nhân viên trung tâm Pokemon xuất hiện với bộ đồ mà hai quả bóng Poke... Mấy bạn nhìn ảnh này chắc tự hiểu rồi nhờ. Đi kèm phụ kiện vòng 1 là cái huy hiệu với thiết kế tương tự nằm ngay sau mông, hình thù hết sức bình thường, thậm chí còn mang tính đại diện cho cả thương hiệu, nhưng mà khi rơi vào tay người trong ngành thì cũng trở thành chi tiết nóng bỏng hết mà thôi. Cuối chương 6, trong cảnh suối nước nóng ngoài trời, từng tầng sương khói nhẹ nhàng bốc lên, đi kèm với hình bóng Misty xuất hiện ở trạng thái trẻ sơ sinh chỉ độc chiếc khăn tắm trên tay. Chưa kể là cô nàng thậm chí đang từ từ nâng hai quả bưởi năm roi gột rửa dưới dòng nước. Cùng lúc ấy, Ash Brock bất ngờ ở đâu xuất hiện, dù Misty đã ở đó rất lâu nhưng chả hề nhận ra, như kiểu là tác giả cố ý cho họ chui lên từ dưới lòng đất đấy nhở. Điều ấy khiến cô phải vội vã chạy đi và vô tình để lộ luôn cái phần đệm ngồi phơi bày dưới mắt người xem. Thứ gì mà chịu nổi chơi. Những hình ảnh đậm chất sôi thịt trên là quá đủ để ngăn cách ấn phẩm này đến với tay độc giả, đặc biệt là đối với lứa tuổi thiếu nhi. Theo lẽ dĩ nhiên thì nếu muốn bộ manga chứa đầy yếu tố 18 cộng này được phát hành rộng rãi ra thị trường thì phải ra tay censor gấp. Viz Communication, đơn vị chịu trách nhiệm phát hành tác phẩm này tại thị trường Bắc Mỹ, đã che và cắt bớt cảnh nhạy cảm lộ liễu từ các nhân vật nữ. Chẳng những xóa trang phục hở hang, chen vào nhiều vải vóc hơn mà họ còn nớp thẳng tay kích cỡ vòng 1. Tiêu biểu có Misty ở chapter 6, hình này là bản gốc do tác giả Ono vẽ, còn đây là sau khi censor đi cái mà chúng ta không muốn che này. Bộ trang phục sở hữu hình thù Pokemon táo bạo gần như chịu cảnh tương tự. Chapter 6 cũng mất đi hoàn toàn các trang truyện đậm chất fan service trong suối nước nóng, tưởng đang chỉ có ấn bản nước ngoài mới bị cắt. Tuy nhiên ở chính quê nhà Nhật Bản, tác giả Ono phải ra tay chỉnh sửa trước khi đóng thành khổ Tanbunko phát hành tại thị trường nội địa. Vẽ vì đam mê nhiệt huyết xong phải tự tay censor đi, nó cũng đau lắm chứ bộ. Tuy chỉ vỏn vẹn 4 tập và 20 chapter, nhưng món ăn tinh thần đậm chất hoài cổ này vẫn có nhiều sự độc lạ rất đáng để thưởng thức. Cốt truyện đan xen nhiều sự kiện kỳ thú trên chặng đường Ash trở thành bậc thầy Pokemon. Sự cute phô mai que từ các chú Pokemon đáng yêu hay nỗi sợ hãi mà sinh vật hệ ma đem lại đều đủ cả. Từ bé lũ phản diện xấu xa, tìm Rocket hoàn lương trở thành gia đình, Ash cũng đã thực sự trưởng thành hơn qua những chuyến đi. Còn nếu bạn e ngại phần hình ảnh thì dù trải qua hơn 20 năm, nét vẽ mà tác giả Ono đem đến vẫn rất trau chuốt. Kể cả khi bạn chẳng có niềm đam mê gì với các sinh vật kỳ thú, franchise này vẫn có thừa sức hút nhờ tâm hồn vừa to vừa tròn cùng vẻ đẹp chẳng thể cưỡng lại của các bóng hồng. Dù được vẽ giữa bàn tay họa sĩ hai tên, thế nhưng cả tâm hồn, ấy lộn, cả hình ảnh lẫn nội dung đều vô cùng được chăm chút kỹ lưỡng không chỗ chê. Bạn có cảm nghĩ gì về tác phẩm gắn mác trẻ em nhưng sặc mùi người lớn này? Hãy chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Nếu thích video này thì đừng ngần ngại gì một like, một subscribe cho bé Anime Chan để chúng mình có thể giới thiệu thêm các tác phẩm thú vị khác nhé. Một lần nữa, mình là người nấp, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.